Chaga của Nga thì phải nói là một loại nấm cực kỳ là hữu ích và rất là nổi tiếng. Hầu như là các nước trên thế giới họ đều biết đến cái đặc tính nổi trội của nấm chaga, đặc biệt là sau cái thời điểm là Covid ạ. Và đài truyền hình, các cái nhà khoa học của Nga họ đã công bố các cái bằng chứng về khoa học chứng minh được rằng khả năng kháng virus ạ và kháng ung thư của nấm chaga này rất là tốt ạ. Thế thì ở Facebook có rất nhiều các sản phẩm chaga khác nhau. Đầu tiên là dạng nấm thô được tán nhỏ, đây là của công ty này, Bacalation. Bacalation là ở cái vùng mà nấm sạch ấy, tức là nấm chaga thì là chỉ mọc ở trên cây Bạch Dương thôi. Có rất nhiều các loại nấm tương tự như vậy, nhưng mà các chuyên gia chỉ công nhận các cái nấm mà mọc trên cây Bạch Dương thì nó mới có tác dụng cho sức khỏe. Thì cái loại nấm này thường thường là Facebook không bán nguyên một cái củ, bởi vì ấy, thứ nhất là rất khó để định được cái nhà sản xuất, rất khó định được được thời gian khai thác, thời gian lưu kho, và thậm chí là có rất nhiều cục mà nơi ẩn náu hoặc là trứng của các loại côn trùng hoặc là các loại gián ạ. Thì các bạn có thể tìm hiểu các cái video về 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 các loại nấm như vậy. Còn đây họ ghi rõ ngày sản xuất này, hạn sử dụng này, để chúng ta đảm bảo biết là thời gian họ khai thác như nào và chúng ta sử dụng trong bao lâu thì mới đảm bảo được cái chất lượng tốt nhất cho sức khỏe. Và chúng ta có thể uống kết hợp cùng với mật ong Pasky hoặc là mật ong của Nga. Nó vừa là thư giãn này, vừa là để thải độc tố, để bổ sung các cái chất có lợi từ nấm ạ, và cũng giúp là thư thư thái tâm hồn hơn. Còn ngoài ra, nếu mà chúng ta cho mục đích phòng ngừa chữa bệnh hoặc là một cái mục đích cụ thể nào đó thì chúng ta có thể chọn các cái sản phẩm khác nhau về nấm chaga. Ví dụ như là ở Facebook thì có nước sắc cô đặc từ nấm chaga này, họ sẽ tách chiết các cái chất tốt có lợi, các cái chất chống oxy hóa, rồi các cái chất có lợi cho đường tiêu hóa đấy, và các cái chất có lợi để giúp cho cơ thể chúng ta, cho cái bệnh tiểu đường ấy ấy, thì chúng ta có thể uống các loại riêng biệt như này. Hoặc đây là cái dòng nấm chaga kết hợp với lại dihydroquercetin, thì Facebook giải thích rất nhiều lần rồi ấy. Cái dihydroquercetin nó liên quan đến là cái là một trong những chất chống oxy hóa cực mạnh của tự nhiên và cũng chiết xuất từ thông của Nga, đúng không? Nhưng mà nó là từ vỏ thông và nó liên quan đến tất cả các mao mạch máu ở trên cơ thể của chúng ta. Mục đích của nó là làm sạch này, và đồng thời là làm sao là chống tắc nghẽn và giúp cho cái tuần hoàn máu xuyên suốt được. Bởi vì khi mà chúng ta tuần hoàn máu xuyên suốt thì cái độc tố nó sẽ được đào thải ra ngoài này, và cái quá trình trao đổi chất tốt hơn thì cơ thể nó không bị tích tụ độc tố, không bị gây viêm, và nó và chúng ta có khả năng được là kéo dài tuổi thọ hơn và ngăn ngừa được sớm hơn các cái bệnh mãn tính xảy ra, đúng không? Thế cho nên là cái việc kết hợp chaga với dihydroquy nó tăng cường cái sức các đặc tính có lợi của cả chaga và cả của cả dihydroquercetin ạ. Chaga thì nó kháng virus này, rất là tốt cho các bệnh về đường hô hấp này, tiêu hóa này, tiểu đường này, và nó làm sạch, khả năng là detox cho cơ thể rất là tốt. Đấy, đặc biệt là nó ngăn ngừa tích tụ các cái độc tố trong gan. Rồi là cái khả năng tốt cho thị lực này, mao mạch máu khỏe này, trái tim khỏe này. Khi mà mao mạch máu mà được lưu thông một tuần hoàn tốt ấy, thì cái tim của chúng ta cũng khỏe mạnh hơn và tốt cho cả thị lực này. Đấy, và có tác dụng là đẹp da này, tăng cường cái miễn dịch này và ngăn ngừa ung thư, đúng không ạ? Hoặc là các cái bệnh về đường tiêu hóa, nó cũng bảo vệ dạ dày và kích thích quá trình tái tạo của niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa phát triển của các vết loét dạ dày và tá tràng, bình thường hóa quá trình tiêu hóa, cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Đấy, ngoài ra thì nó có dạng đây cũng là sản phẩm của Bicalation, nhưng mà ở dạng nano, tức là đây là bio chaga. Đấy, dòng này thì chúng ta uống trực tiếp đi vào máu và rất tốt cho những người bị tiểu đường ạ. Đấy, ngoài ra thì cũng có cả chaga của Vistira nữa, cũng là trong một trong những công ty rất là tốt. Thế thì các bạn có thể tham khảo các cái sản phẩm này ở trên trang của Facebook để chúng ta có những cái sự lựa chọn khác nhau cho cái mục đích sử dụng của mình. Và các cái sản phẩm này thì đều của các nhà sản xuất tốt. Ví dụ như là đây là của Biostim, thì Biostim rất là nổi tiếng với lại các cái sản phẩm về nhung hiêu, đồng thời cũng là chaga cũng là thế mạnh của họ ở vùng sinh thái sạch Altai. Hoặc là các cái sản phẩm này, đây là vùng Baikalregion này, hồ Baikal thì rất là sạch, đúng không? Nấm thì ở vùng đó được đánh giá là cái độ tinh khiết rất là cao và dinh dưỡng giàu ạ. Của Vistira cũng là một trong công ty rất là tốt này. Rồi là nhà sản xuất Diod này là một trong những tượng đài về chất lượng mà không có nhà sản xuất nào vượt qua được từ thời Liên Xô bây giờ.
Đấy, hoặc là đây cũng là của sản phẩm của BioSteel mà Chaga kết hợp với dihydroquercetin. Nó rất là những nhà sản xuất tốt, đồng thời họ đã nghiên cứu lâu năm rồi, cho nên là chúng ta yên tâm về mặt chất lượng. Đấy, và chúng ta uống cho mục đích là phòng ngừa trẻ hóa cơ thể, rồi là detox hoặc là đẹp da hoặc là tăng cường miễn dịch đều tốt ạ. Đấy, và nó là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ nấm và thông, cho nên là đối với những người thuần chay hay là không thuần chay thì chúng ta đều có thể sử dụng được, cho mục đích là để bảo vệ cơ thể của chúng ta trước dịch bệnh, hoặc là phục hồi cơ thể sau những cái dịch bệnh này, sau những cái đợt bệnh tật này, và giúp tăng cường cái miễn dịch để đối phó lại các biến đổi thay đổi về của thời tiết khí hậu ạ. Đấy, thành ra là các bạn có thể tham khảo trên trang của Facebook những cái sản phẩm này để chúng ta có được những cái sự lựa chọn tốt cho sức khỏe của chúng ta ạ.